Chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Hiện tại thì Sông đang đứng ở nhóm bóng của dự án xây dựng Hà Nội. Quay cho quý anh chị và nhà đầu tư một cái lô song lập mặt tiền đường nhựa 12m, lòng đường nhựa là 6m, mỗi bên đi bộ 3m anh chị nhé. Lô đất này là ngang 7m, dài 20m. Tổng diện tích là 140m², đất thổ cư 100%, sổ sẵn, công chứng ngay, nằm sâu lưng trục đường 26m anh chị, đường có hàng cây đó anh chị nhé. Thì anh chị chú ý là cái dự án HUD này thì cái trục đường 12m là không có cây, có đèn đường, nhưng mà cái trục đường lớn như đường 20m trở lên đó thì sẽ có một hàng cây xanh anh chị nhé. Do vậy nên là những cái vị trí mà lô đất đường 16m, đường 20m, 25m sẽ có cây xanh. Trục đường đó là trục đường 26m kéo dài từ dự án bên phía Tây anh chị nha. Dự án tái định cư Phước An qua dự án xây dựng Hà Nội tới dự án HUD này, và kéo dài xuống trục đường 25m cuối dự án HUD thông ra đường Lê Hồng Phong anh chị nhé. Thì lô đất này là ngang 7m, dài 20m, 140m thổ cư, bán giá 1.550.000.000, chỉ 11 triệu một mét thôi anh chị nhé. Anh chị nào có nhu cầu đầu tư thì liên hệ cho Sông qua số điện thoại 0369 862 268. 1.550.000.000 cho lô đất 140m², lô song lập anh chị nhé. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.